Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Trần Tiểu Xuân. Diễn viên Trần Tiểu Xuân sinh vào ngày 8 tháng 7 năm 1967, là một nam diễn viên kiêm ca sĩ người Hồng Kông. Anh sinh ra tại Huệ Châu, Quảng Đông. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp khoa vũ đạo của đài truyền hình TVB, anh chính thức trở thành diễn viên múa. Sau đó thì anh được quản lý Hứa Nguyện Tuyển làm ca sĩ cùng với Tạ Thiên Hoa và Chu Vĩnh Đường hợp tác thành nhóm Phong Hỏa Hải. Tuy không có ngoại hình bắt mắt và họ đã chinh phục được khán giả bằng những điệu múa điêu luyện và đẹp mắt. Tuy nhiên thì Phong Hỏa Hải đã không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt ở các nhóm nhạc, ban nhạc đã tan rã và các thành viên đã mỗi người một ngả. Một số giải thưởng mà Trần Tiểu Xuân đã nhận được: năm 1994, giải nhất trong nhóm nhạc triển vọng nhóm Phong Hỏa Hải, đài truyền hình thương nghiệp; giải ba của nhóm nhạc triển vọng ca khúc thịnh hành do GVC Hồng Kông tổ chức. Năm 1997, giải ba dòng ca triển vọng đài truyền hình thương nghiệp, ca sĩ triển vọng hải ngoại, liên hoan ca nhạc đồng cảm xúc 321 âm nhạc. Không phải ai sinh ra đã được sống trong một gia đình giàu có hoặc một gia đình bình thường nhưng vẫn đầy đủ và sung túc, và Trần Tiểu Xuân cũng vậy. Trần Tiểu Xuân là con trong một gia đình nghèo khó ở Hồng Kông và có đông anh em. Cuộc sống của anh khá là khác biệt hoàn toàn so với những người bạn đồng trang lứa, khi anh phải sống một cuộc sống lo lắng về cơm áo gạo tiền thì bạn bè lại có thể vui chơi và học hành. Biết rằng bản thân không có ngoại hình sáng sủa nên Trần Tiểu Xuân đã cố gắng học hành, nhưng rồi cuối cùng thì anh lại phải bỏ học khi mới 12 tuổi. Ở cái tuổi như vậy thì Trần Tiểu Xuân đã bắt đầu đi kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, làm lụng kiếm từng đồng để trang trải cho cuộc sống khó khăn. Vì gia đình nghèo khó và phải chịu rất nhiều cực khổ nên Trần Tiểu Xuân đã trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bằng lứa tuổi. Dù còn bé nhưng Trần Tiểu Xuân đã chẳng ngại làm bất cứ công việc gì, dù nặng nhọc, dù khó khăn và dù có bẩn thỉu đi chăng nữa. Trần Tiểu Xuân đã từng làm qua rất nhiều công việc như chăn trâu, làm ruộng, cắt cỏ, rồi đi làm phục vụ ở nhà hàng, tiệm cắt tóc. Dường như chưa có việc gì mà anh chưa làm qua. Khi nhắc lại về thời thơ ấu, Trần Tiểu Xuân có nhớ tới lúc anh đi làm ruộng, trời nóng nực oi bức, lại còn không được ăn cơm nên anh đã ngất xỉu vài lần liền. Nhưng dù khó khăn vất vả như thế nào đi chăng nữa, Trần Tiểu Xuân cũng không hề ca thán, nhưng khi buồn thì cũng chẳng dám nói cho ai biết. Trần Tiểu Xuân không có một gương mặt điển trai, nhưng vì quá cực khổ về làm việc lại còn suy dinh dưỡng nên so với bạn bè cùng trang lứa thì anh thấp bé nhẹ cân hơn nhiều, làn da cũng đen nhẻm. Ngoại hình xấu xí không bắt mắt đã khiến cho Trần Tiểu Xuân khó có thể kiếm được việc làm, và có kiếm được thì toàn bị ông chủ cùng các nhân viên khác bắt nạt và gây khó dễ. Có lần thì anh còn bị ông chủ đánh đập và phải bắt nuốt con ruồi khi phát hiện trong đồ ăn của khách có ruồi. Thời gian đi làm thuê cho một quán ăn thì Trần Tiểu Xuân đã bị sắp xếp cho ở trong một nhà kho ẩm thấp tối tăm và có rất nhiều muỗi. Có lẽ không phải ai nghĩ tới thời thơ ấu của Trần Tiểu Xuân lại cực khổ như vậy, và đã khiến cho người nghe cũng phải rơi nước mắt. Nhưng Trần Tiểu Xuân lại không hề than khổ vì quá khứ của mình. Anh chỉ nói: nhiều khi tôi cũng thầm cảm ơn quá khứ vất vả của mình, bởi vì nếu không nếm trải những điều đó thì chưa chắc tôi đã có thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Cũng như khi bạn đi uống cà phê vậy, không nếm vị đắng lúc đầu, làm sao ta có thể tận hưởng được mùi vị thơm nồng, ngọt lịm lúc về sau. Trần Tiểu Xuân đã luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống khó khăn và luôn tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Dù không có ngoại hình điển trai như bao người khác, nhưng Trần Tiểu Xuân vẫn quyết định gia nhập showbiz, dù không chắc chắn có thể tạo dựng được thành công hay không. Năm 1985, Trần Tiểu Xuân đã đăng ký vào một lớp vũ đạo của TVB, và sau khi tốt nghiệp thì anh còn may mắn được hợp tác với cả Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Trần Tiểu Xuân đã từng được công ty Hứa Nguyện tuyển vào làm ca sĩ và thành lập nên nhóm nhạc Phong Hỏa Hải cùng với hai thành viên Tạ Thiên Hoa và Chu Vĩnh Đường. Không có ngoại hình ưa nhìn nhưng Phong Hỏa Hải lại chinh phục khán giả bằng giọng hát hay cùng với vũ đạo đẹp. Tạm dừng sự nghiệp âm nhạc, Trần Tiểu Xuân đã hướng về sang đóng phim, và anh đã nhận được ngay vai quan trọng trong Twisty Something và Here Comes Superman vào năm 1994. Dù chỉ mới đóng phim nhưng diễn xuất của anh thật là xuất sắc, của Trần Tiểu Xuân đã chinh phục được khán giả và anh đã thắng giải Nam Phủ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông với bộ phim Twisty Something. Tên tuổi của Trần Tiểu Xuân càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết khi anh xuất hiện trong bộ phim đình đám một thời Người trong giang hồ vào năm 1996. Thành công nối tiếp thành công, Trần Tiểu Xuân đã trở thành gương mặt thân quen trên màn ảnh cùng với nhiều bộ phim lớn điển hình như dòng phim võ thuật. Dù không thuộc những siêu sao võ thuật như Thành Long hay Lý Liên Kiệt, nhưng võ thuật của Trần Tiểu Xuân lại rất hút mắt và điển hình như trong Hoắc Nguyên Giáp vào năm 2007, Tinh Võ Trần Trân năm 2008 hay Diệp Vấn vào năm 2013. Trần Tiểu Xuân không đẹp trai nhưng lại nổi tiếng, vì điều đó thì anh càng khẳng định được bản thân khi tham gia vào bộ phim Lộc Đỉnh Ký vào năm 1998. Vốn là một cái tên nổi tiếng, nhờ Người trong giang hồ nên Trần Tiểu Xuân đã được TVB để ý và chọn làm nam chính Vi Tiểu Bảo. Khi ấy, Trần Tiểu Xuân đã bị ném đá kịch liệt vì quá xấu trai. Phiên bản Lộc Đỉnh Ký mới này cũng không kỳ vọng sẽ thành công như bản của Lương Triều Vĩ vào năm 1984. Quả đúng như vậy, Lộc Đỉnh Ký của Trần Tiểu Xuân đã không thành công nhưng lại để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt khán giả. Trong số những Vi Tiểu Bảo thì Trần Tiểu Xuân đã được cho là sát với hình ảnh nhân vật nhất, xấu và thấp bé. Cộng thêm diễn xuất hay nên nhiều khán giả đã cho rằng vai Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân là sát với nguyên tác truyện của Kim Dung nhất. Trần Tiểu Xuân đã không hề nghĩ mình sẽ may mắn trong chuyện tình cảm chỉ vì ngoại hình không được đẹp mắt. Vốn từng có một tuổi thơ không hoàn hảo nên Trần Tiểu Xuân rất coi trọng tình cảm gia đình. Anh từng nói cuộc sống bây giờ của anh đã sung túc nhưng điều quan trọng là luôn được ở bên cạnh gia đình, mỗi ngày đều hạnh phúc và bình an. Trần Tiểu Xuân cũng là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, và khi anh công bố hẹn hò với người đẹp Ứng Thể Nhi thì đã khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ. Ứng Thể Nhi ở trong showbiz tuy không đình đám và nổi tiếng như Trần Tiểu Xuân nhưng cô lại có ngoại hình xinh đẹp và bắt mắt. Ứng Thể Nhi đã từng nói rằng cô bị tính thật thà, chất phác và sự quan tâm của Trần Tiểu Xuân chinh phục dù anh không điển trai như nhiều người khác. Người đẹp cho biết Trần Tiểu Xuân là một người chân thật, rất tình cảm và quan trọng nhất chính là trung thủy. Cô đã siêu lòng trước người đàn ông này và dù kém anh những 16 tuổi nhưng đó không phải là vấn đề, tình cảm của hai người mới là quan trọng. Năm 2010, Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi đã sang Mỹ làm một đám cưới hoành tráng và 3 năm sau thì cặp đôi đã đón cậu con trai đầu lòng đã chào đời. Cuộc sống của cặp đôi đũa lệch này cũng vô cùng hạnh phúc. Trần Tiểu Xuân đã được khen ngợi là một người đàn ông của gia đình và hết mực yêu thương vợ con. Kể từ sau khi kết hôn, Trần Tiểu Xuân cũng không quá chú tâm vào công việc mà cố gắng dành nhiều thời gian ở bên cạnh gia đình. Đối với Trần Tiểu Xuân thì gia đình vô cùng quan trọng và không có gì có thể thay thế được gia đình. Có thể thấy Trần Tiểu Xuân là một tấm gương sáng mà nhiều người cần phải học hỏi. Dù không có ngoại hình bảnh bao nhưng anh vẫn luôn cố gắng để có được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.